Mới đường đi đảo á. Có mấy cái bùm này. Đó. Dễ thương. Đây đẹp lắm mọi người. Đây vừa yên tĩnh mà vừa đẹp nữa. Chỗ đây là cái bếp nè. Hay dạ ha. Đó, chỗ đây là cái bếp để phục vụ cho nguyên cái khu vực này. Xương là đã chưa? Cái gì? Hồi giờ đảo á, còn gì nữa? Ở khu này nó có hai con sao la. Dễ thương. Trường. Ở cái khu Tiền Giang. Ở khu Tiền Giang có một cái chỗ rất là dễ thương. Đây. Khu này là ấp ấp Khương, xã Đông Hòa, Tiền Giang. Có những cái bungalow, những khu vực nghỉ dưỡng rất là đẹp nha mọi người. Thích lắm. Có cả nguyên một cái vườn vú sữa nè. Một cái vườn vú sữa luôn. Nè trái vú sữa nè. Trái vú sữa trong tầm tay luôn. Wow. Đây. Mình có một trái vú sữa. Đẹp quá. Yên tĩnh nữa. Rất là yên tĩnh. Ở đây có cái cầu rất là dễ thương nè. Anh nói trời bông giấy đằng kia. Rồi quay lại đi, rồi xây lại đi. Xây lại. Đó. Nhìn có cái mà đó. Rồi, cô gái miệt vườn. Cô gái miệt vườn đi tải đạn. Cái gì vậy? Anh đâu quay phim hả? Rồi, cô gái miệt vườn. Có chụp quá trời. Chụp nhiều lắm. Rồi nè. Nghe con dê đó. Nguyên một vườn vú sữa quá trời luôn nè mọi người. Quá trời vú sữa luôn. Nguyên cả một cây vú sữa lớn thiệt là lớn. Người ta ăn nhiều quá rồi người ta tràn bán họng rồi. Cái này là còn sống rồi, nó rụng nè. Cái này còn sống nè. Không phải bị rụng đâu, này chắc ai phá nó. Sao đồ con ta phá như vậy? Chắc hai loại tái mái tay chân thôi. Thôi đừng tái mái gì không vui. Đi ngược đây ha anh ha. Được. Đây mà có một cái trại nuôi dê nữa nè. Ủa cái này cái gì đảo gì vậy? Đây cái gì đảo vậy? Sao không biết. Đi qua đi rồi, đi qua đây coi con dê vậy. Đây con dê nè. Có con dê nè. Dễ thương quá. Đây có con dê dễ thương quá. Ô có bò nữa nè. Đây là nuôi dê. Đây nuôi bò. Ok. Đây nuôi bò nè. Đã quá, có mấy con bò nè. Có mấy con bò. Đó. Này con dê, có con dê con kìa.
đây có nguyên nguyên cái gia đình dê, gia đình dê có một dê con nó ra nó mấy kìa, dễ thương quá nè, dễ thương quá nè, có nó ăn đi, có đi, có cái anh chó này nó là có đi, nên quay được nguyên cái gia đình dê vậy, nguyên gia đình đấy hả? Ừ, nguyên gia đình, có con dê con dễ thương lắm. Vậy hả? Ừ. Đi qua cầu. Ừ. Có cái chuồng. Cái chuồng bà lắm. Đây, khúc đây có mấy cái bông da lô này. Có mấy cái bông da lô. Đó, có mấy cái bông da lô rất là đẹp. Ôi, chỗ này, khắp hết chỗ này đẹp quá vậy ha, dễ thương ha. Ừ. Đẹp dễ thương. Có mấy cái giường với sữa. Sợ, đúng rồi, đừng nóng được, mê được. Đi này vợ, đi này nè. À ok. Dừa nè. Cà pháo. Trái chín đó. À vậy hả? Ừ. Cái chín là ông ăn được hả anh? Được chứ. Cái lá gì mà anh hay làm thuốc mà phải không? À. Dừa nè. Cái dừa lùng. Dừa lùng. Cái dừa lùng. Đu đủ nè. Ổi. Ổi. Chanh. Ổi trái gì chứ gì đâu. Ủa sao cái gì? Cái gì dễ thương? Không biết nữa. Cái gì ta? Cái gì màu tím? Cái gì màu tím? Cái sung. À sung hả? Không phải, cây này phải cây sung. Kìa. Không, cây này phải cây sung luôn. Gì vậy? Mít nữa nè. Quá trời. Dễ thương quá. Nó có nhà lớn, có nhà nhỏ rồi luôn ha. À, đây là nhà bếp. Mình đi ra tới ngoài khúc đây có một cái quầy lễ tân. Cái lại bán nước. Đây có quầy lễ tân bán nước. Chỗ này có con sao la nè, để anh quay con sao la. Để ngồi đi. Ở đây có một cặp sao la. Cặp sao la này là hàng hiếm đó nha. Sao la này là hàng hiếm á. Con thiệt hết à? Con này con thiệt á, nhưng mà chắc là người ta ấy nó lại. Nó còn có cái vỏ thôi. Con này sao la nè. Nãy có thấy sữa không? Dạ có.